Xin chào tất cả các anh em trong hội. Đây là con xe Havelet 2013 đang gặp cái tình trạng là chạy đi hụt ga và từ cả ga đầu và ga cuối để đi rất là khó chịu, yếu lì được 3 ngày nay rồi vẫn chưa tìm ra được bệnh. Hôm nay quay lại cái video về cái thông số kỹ thuật để nhờ anh em trong hội hỗ trợ xem đây là cái ban bệnh gì, hay ai có một cái cách thức hay có cái phương pháp gì điều trị cái ban bệnh này không, hỗ trợ cho mình. Xe này mình đã thay, thứ nhất là cảm biến oxy, thứ hai là mình đã thay một cái kim phun mới di hãng của từ một chiếc xe khác, thứ ba là thay nguyên bộ họng ga, thứ tư là mình đã gắn được thiết bị FO và BTD của DTD. Năm là mình đã thay chụp mô bin để mô bin truyền, rồi buji đã thay, lọc gió đã thay và cái bơm xăng mình cũng thay luôn, nhưng chiếc xe vẫn tình trạng là hụt ga. Anh em thử xem có cái cách nào giải quyết để hỗ trợ của mình. Tả quá việc mấy ngày hôm nay đuối luôn, thật sự là hết cách. Rất mong anh em hỗ trợ. Đây mời anh em cùng xem lại cái thông số hiện hành của chiếc xe Avalet 2013. Xe đang tình trạng là đang bị hụt ga, nhiều khi đề khó nổ, xúc tắt. Mình đã kiểm tra hơi bình thường, tầm lửa bình thường,